quý vị, rõ ràng những hình ảnh vừa rồi cho thấy nước ta đã và đang phải trải qua một mùa bão bất thường. Và liệu đây có phải là điểm kết thúc cho đợt thiên tai của năm 2020 hay chưa? Trước sự khắc nghiệt đó của thiên tai, đặc biệt với những cơn bão mạnh như là cơn bão số 9, thì chúng ta cần có cách ứng phó như thế nào? Mời quý vị theo dõi câu trả lời trong phản ánh sau đây. Lần đầu tiên có một cơn bão chưa vào Biển Đông, nhưng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát cảnh báo với cường độ cấp 12-13 và vùng ảnh hưởng có thể kéo dài cả Bắc, Trung, Nam. Ngày 26 tháng 10, tin bão khẩn cấp và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9 ở cấp độ 4 đã được phát hành. Xác định tính chất nguy hiểm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp họp chỉ đạo ứng phó ngay khi bão xuất hiện. Chúng ta đề cao cảnh giác, có biện pháp, phòng chống, ứng phó, chủ động trước khi bão đến, lũ đến. 62 bản tin về bão số 9 đã được ban hành liên tục, chưa kể các thông tin dự báo, cảnh báo về nguy hiểm kèm theo, đã góp phần giúp chính quyền chỉ đạo chính xác, quyết liệt và có các chính sách tuyên truyền vận động hiệu quả. Từ đó, người dân phối hợp thực hiện chủ động sơ tán, chằng chống mái tôn, gia cố nhà cửa. Thậm chí người dân còn đào hầm làm chỗ trú ẩn, giảm thiểu thiệt hại. Chằng đất thôi, chằng đất để chống nhà cửa thôi. Tàu, thuyền, lưới của người dân phải đưa lên bờ để trú an toàn. Đặc biệt là một số cái khu nhà tạm thì anh em đã có cái triển khai giúp dân chằng chống rất là chắc chắn, để các tổ công tác của phường đánh từng hộ dân để vận động tuyên truyền để đi dây dài đến những nơi ở an toàn để tránh bão. Theo các chuyên gia, bão số 9 càng quét các tỉnh miền Trung gây hậu quả nặng nề. Thế nhưng thiệt hại sẽ còn kinh khủng hơn nếu chúng ta không chủ động cảnh báo sớm và có phương án chủ động phòng ngừa như vậy. Ý thức của người dân trong kể cả trong những cái công tác như là sản xuất nông nghiệp hàng ngày mà họ biết được những cái bản đồ về nguy cơ và họ tránh những khu vực có khả năng xảy ra thiên tai. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết năm sẽ còn 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng tới đất liền. Ngoài ra còn nhiều hình thái thời tiết bất thường khác có khả năng xảy ra. Do vậy, người dân cần phải hết sức lưu ý. Xuất hiện những cái đợt rét đậm rét hại sớm, đồng thời có thể các đợt rét đậm rét hại có thể kéo dài và cực đoan, thì chúng tôi đánh giá là mùa đông năm nay sẽ tương đối cũng khắc nghiệt. Tình hình thiên tai được dự báo sẽ ngày càng khốc liệt hơn, tần suất nhiều hơn, bão lũ gia tăng. Nơi có mưa thì ngày càng mưa lớn, nắng nóng, ngày càng nắng nóng hơn. Vì vậy, ngoài chủ động ứng phó, thì thái độ hài hòa, ứng xử có trách nhiệm với thiên nhiên chính là một trong những biện pháp giảm thiểu thiệt hại.